Những ngày này, cán bộ chiến sĩ khắp các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng hăng hái thi đua, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tinh thần thi đua hòa cùng không khí đón chào năm mới đã tiếp thêm động lực để lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đầu năm. Tiếp nối khí thế thành công của Đại hội Đảng bộ quân khu lần thứ 10 và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 22, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phát động đợt thi đua đột kích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Với chủ đề Lập công dân đảng, 100% cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang thành phố giao ước thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu trên giao. Cùng với đó, các hoạt động hướng về đại hội được cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, sát với đặc điểm đơn vị. Chúng tôi tổ chức tuyên truyền, nhấn mạnh về vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với việc tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, tạo ra một khí thế mới, một cái tinh thần mới, một trách nhiệm mới về phương pháp, cách làm mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong lực lượng vũ trang thành phố trong thời gian đến. Bản thân tôi đã được quán triệt về Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2. Trong thời gian đại hội thì anh em sẽ trực 100% quân số. Và mỗi bản thân của cán bộ và chiến sĩ sẽ ra sức học tập, công tác tốt để chào mừng đại hội. Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan và trên các phương tiện truyền thông của trung ương, địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang còn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Các cơ quan làm tốt chức năng tham mưu, đúng, trúng, hiệu quả về công tác quốc phòng, quân sự, chủ động phối hợp với các lực lượng, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống nảy sinh. Các đơn vị nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ, trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Để chào mừng Đại hội lần thứ 13 của Đảng, thì chúng tôi đã tổ chức các đợt tuần tra tăng cường trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời là chống các cái phần tử mà chống phá, có cơ hội chống phá các hoạt động của chúng ta. Ngoài ra thì chúng tôi còn phối hợp các ban ngành đoàn thể tổ chức các cái hoạt động vui tươi và chào đón cái sự kiện quan trọng lần này. Song song với duy trì nghiêm kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố còn tích cực tham gia công tác dân vận, vận động quần chúng. Hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cũng được đẩy mạnh nhằm tạo tinh thần không khí vui tươi, sôi nổi trong thi đua, đảm bảo an toàn địa bàn và thiết thực lập thành tích cao nhất trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.